các bác vừa được thưởng thức tiếng bass rất là uy lực của hai bộ loa vi tính Boss Companion 5 mới về hàng tại bên Thanh Tâm Audio. Trong thời gian gần đây thì cái nhu cầu chơi loa vi tính để bàn của anh em chơi cái gu cái nhu cầu của anh em tăng rất là cao. Điển hình thì trước đây Thanh Tâm về hai bộ loa Boss Companion 5 như này đều bán luôn và sau đó có một đơn đặt hàng cũng giao cho khách hàng luôn. Và ngày hôm nay thì bổ sung thêm hai bộ nữa về hàng. Hai bộ này về hàng hình thức xuất sắc, em đánh giá khoảng 98% trở lên với mức giá là 8,5 triệu. Cũng có rất nhiều khách hàng để lại số điện thoại đặt hàng, vì thế nên là sau khi nhìn video này các bác có thể liên hệ ngay hoặc là em cũng sẽ liên hệ tới tất cả các khách hàng đã để lại contact cũng như info để khi mà hàng về sẽ liên hệ lại bộ này. Ngoài ra thì bác nào quan tâm tới sản phẩm này thì có thể liên hệ tới số hotline Thanh Tâm Boss Company 5 với mức giá là 8,5 triệu. Dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm xuất cho thị trường Nhật, vì thế là nguồn điện AC là 100V. Cục trầm được sản xuất tại Made in Mexico, hai loa tay được làm tại Trung Quốc. Đây là một trong những cái dòng loa vi tính mà sở hữu cái tiếng bass ấn tượng nhất trong tất cả những cái dòng loa vi tính đình đám ở Việt Nam, kể cả đến những cái thương hiệu lớn như là Focal. Và cái chất của Bose thì họ làm ra một cái tiếng trầm cực uy lực và mạnh mẽ. Cái ngôn ngữ của thiết kế Bose Companion 5 này đã được nghiên cứu từ những cái phiên bản Bose Combo Series 1 và Combo Series 2 đến Combo Series 5, thì là cái ngôn ngữ thiết kế cuối cùng. Hiện tại thì chưa ra một cái bộ sản phẩm nào có cái ngôn ngữ thiết kế mới hơn. Các bác sẽ có một cục trầm với cái kích thước bass khoảng 12cm, chiều sâu khoảng 40 và chiều cao là 18, chiều rộng cũng 18cm. Cái bass này thì thường chúng ta sẽ để ở phía chân, phía dưới mặt sàn. Còn chúng ta sẽ có hai cái cặp loa tay vệ tinh với hai driver loa bên trong cái e-căng bằng thép này, để hai bên cái màn hình làm việc của các bác bên cạnh màn hình máy tính. Cái góc nghiêng của loa tai Boss Companion 5 này sẽ có một cái góc nghiêng vừa phải để hướng cái âm thanh tới tai nghe của bác khi các bác đang làm việc. Và cái ngõ vào tín hiệu của Boss Companion 5 này thì sẽ ưu việt hơn dòng 50, đó là nó có thêm một ngõ USB DAC để các bác lấy tín hiệu từ máy tính sang, sẽ chuyên dụng hơn so với cổng 3.5. 3.5 thì các bác sẽ kết nối với iPad, iPhone hoặc các bác kết nối với bộ thu Bluetooth. Một bộ Bose Companion 5 được bán ra với hai loa tai, một cục trầm, một remote control và dây nguồn các bác nhé. Đây là hình thức của hai bộ, các bác có thể nhìn thấy là hình thức đẹp xuất sắc, loa tai này, loa tai cũng như là cục trầm cực đẹp. Phía sau của Bose Companion 5 thì chúng ta sẽ có thêm một cái cutter để chúng ta có thể tăng giảm bass chép. Đó. Vì thế nên là hôm nay em về thì hàng hai bộ em sẽ ưu tiên lên video clip đầu tiên. Bác nào quan tâm tới một trong hai cái bộ sản phẩm này có thể liên hệ tới số hotline ngay. Tại vì cái số lượng này về chỉ có hai bộ thôi. Và cái thế mạnh của dòng sản phẩm Bose Companion 5 này đó là cái sở trường chơi nhạc EDM nhiều bass. Tuy nhiên khi các bác cắt giảm bass đi, Bolero các bác cũng chơi rất là ngọt các bác nhá. Ta đã biết yêu. Mời các bác thưởng thức một bản vocal acoustic của Phương Phương Thảo. Đã như chim bay xa bồ xin xa đi,
Ok, Boss Companion 5 với mức giá là 8,5 triệu. Bạn nào quan tâm tới thiết bị có thể liên hệ tới số hotline Thanh Tâm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.